Bây giờ chuẩn bị làm gì đó? Đi làm. Đây là cái chỗ mà đựng tất cả các đội giớ của mình và gia đình. Video này có thể về dài, cũng có thể về vlog cá nhân cho các bạn coi. Mình và anh em mình như thế nào, chuẩn bị một ngày đi làm. Không thể thiếu được. Thế xứ đáng. Ok, thì bây giờ là cái này là cái vlog nhỏ, cũng như là cho biết cái cảm nghĩ của mày đối với một cái đôi giày này mà các bạn muốn xem. Thì thấy nhiều bạn trẻ bây giờ mang Vans rất là nhiều. Bữa nay không phải Nike hay Jordan. Thì sẽ cho các bạn biết được cảm nghĩ của Kenny và Khánh. Là trong tất cả các bộ sưu tập Vans tụi mình có được, mà tụi mình cũng sưu tầm Vans ít lắm, không có nhiều, thì Khánh sẽ cho các bạn biết trước, sau này mình sẽ cho các bạn biết. Nhưng mà hôm nay là Khánh sẽ cho các bạn biết là đôi Vans nào thích nhất và hay dùng nó nhất trong đám và lý do tại sao. Ngắn ngủi vậy thôi, rồi Khánh nó sẽ đi làm, rồi mình sẽ end cái vlog ở đây. Mà trước tiên á, là đôi này mang đi làm là đôi gì? Có định review không? Có chắc có, để cho mấy bạn nào mà đi làm cần mang về đi làm. Nó đã có review hết một lần rồi đó, nhưng mà bên channel kia nói tiếng Anh. Chắc kỳ sau mày tới tiệm dài này nè, mày review mày nói tổng quát cho những bạn nào thích dài boot. Mà dài này dài da thực sự nha, chứ không phải là đồ dởm nha các bạn. Rất là tốt luôn á, mà nó rất là có ý nghĩa. Mà nó cái cách phục vụ của cái chỗ đó cũng rất là hay. Mình chưa thể nào nói trước được, nhưng mà rất là thú vị. Các bạn chờ cái vlog đó. Các bạn nhìn cái phần trên nè, tại vì phần dưới là mình đi làm nó dính mấy cái bụi, gọi là bụi của đổ bột ở trong chỗ nha khoa đó. Cho nên ở dưới đây thì không biết, nhưng mà trên đây là cái màu thật sự của nó. Mình mang thời gian cái nó bị breakdown á, nó bị gọi là phai đi đó, cái nó thành màu này. Da này ở ngoài rất là mịn, da thiệt á. Cái này cho những bạn nếu mà mê quần raw denim á, không biết các bạn có ở đây có ai thích raw denim không? Đây cũng là một cái raw denim à. Cái này là cái Iron Heart. Nếu mà bạn nào thích raw denim á thì sẽ có những cái gọi là nhu hướng về về dài boot, bell da, cũng như là mấy cái accessory, mấy cái accessory dịch là cái gì đó, trang sức. Trang sức đi, mình phụ ơn đâu, phụ kiện. Mình định nói nữ trang chứ. Nữ trang cũng gái. Những cái phụ kiện nhỏ bằng da rồi đó. Nào là cái đồ móc vô cái bóp, cái đồ móc chìa khóa. Mình có cái đồ móc chìa khóa bằng da cũng đã lắm. Da thiệt á, chứ không phải kiểu như là tôi nghĩ mày luxury. Tôi nghĩ mày nên làm tại channel này là đâu phải về dài không đâu. Ừ, đúng rồi. Thể thao, fitness, bèo. Tất cả mọi thứ, xe. Đây là cái bèo nè. Bèo này cũng là bèo của da nè. Ai muốn Kenny nói rõ những cái đồ nó thường mặc mỗi ngày. Nè, đây là quần raw denim mà mình đang mặc nè. Ai nói phụ kiện từ focus. Ok, gọi là đầu nào mà là đầu jeans á, đầu raw denim đó thì sẽ biết cái hiệu này. Ok, bây giờ nói nhanh, các bạn nếu mà muốn Kenny đi tổng quát những cái bộ đồ nó mặc thường ngày hay là phụ kiện, comment ở dưới nói anh Khánh ra cái video đó. Ủa mấy anh quay được khúc đó để slow mo ác, chim đang ăn trên thanh long rồi. Ok, thì giờ nó dán tắt mình đi làm rồi các bạn. Giờ Van á, nếu mà mình nói mình ưa thích nhất là cái đôi Ski High á, thì mình sẽ theo phong trào. Móc ra hết đi. Thiệt sự mình thích nó thiệt nha. Đem mình bạn Ski High mình thích á. Mà mình không có phải thích cái kiểu là giống như là mình thích nhất không. Mình thích nhất thì mình không thích đâu. Tại vì nếu nói gì là mình theo phong trào. Cái đôi mà mình thích nhất á là đôi Slip On. Tại sao? Slip-on mang rất là dễ. Đơn giản như thế nè, không rách luôn được. Mang đi lái xe rồi đó. Đó, slip-on. Kế tiếp, đôi Authentic. Nhanh lên, sắp đi làm rồi. Authentic cũng ok. Để này của anh mình. Giờ mình sẽ trưng bày hết, rồi Khánh nó sẽ chọn một đôi Authentic đó. Rồi mình có mấy đôi slip-on cũ nữa, mà slip-on cũ đây đâu mất tiêu rồi. Cái này của anh mình cũng nhập ở đây nè.
Đôi này mua sàm đại luôn á, thấy sale mua. Thanh tuyệt luôn. Đi vô trong mấy cái outlet của Vans. Nói chung á, hồi thời mà trung học á thì mình có đôi này mà màu trắng. Trắng hết luôn. Mày có đôi bàn cờ nữa. Ừ, có đôi checker nữa, cái đôi đó đem đi nhựa màu đen, mắc cười lắm. Cái đôi mà bây giờ bị hype á, cái đôi mà bây giờ bị thằng Phong Trào á mất tiêu luôn hả? Dục luôn mất tiêu, hồi bữa lấy nhượng chơi, có làm video mà chưa có đăng. Nhượng bữa nào đăng lên đi cho các bạn coi đi chứ. Video tiếng Mỹ. Không sao đâu, mình để mày voice over đi. Ừ. Có cái video rất là thú vị các bạn, nhưng mà nó nói tiếng Anh. Nó sẽ nói cái voice over cho các bạn. Ủa đâu rồi ta? Thôi kệ đi, không sao, sắp đi làm rồi. Kỳ sau mình sẽ nói thêm phần 2. Này phần 1 đi. Bây giờ chọn một đôi trong tất cả đám này. Thường mang nhất. Thường mang nhất. Thường mang nhất là cái này. Giống như đi đâu đi chơi thì đi bất cứ đâu. Con rất là dễ. Yeah. Sọt vô cái là đi được. Lý do tại sao thích nó ngoài sọt vô rất là dễ. Tại vì nó nhìn thường rất là cổ điển, nó rất là gọi là old school. Dài này một dạo cũng gọi là dài tù bên đây nữa. Tại vì họ không có thể nào có dây được. Có dây là một cái vũ khí. Cho nên đó cũng là. Đó. Rồi hồi high school có đôi kia nữa. Cái đôi Vans mà có ba cái sọc kéo heo á, cái đó cũng gọi là prison nữa. Cái đó mình có cái màu lính. Ok, bỏ đi, cho nó phần 2. Ừ. Ok vậy thôi. Rồi còn những cái đôi. Đôi thứ nhì nếu mà xỏ vô. Nhì nếu mà xỏ vô thì thằng này nè. Tại vì thằng này dễ phối thằng đẹp nữa. Nhưng mà có điều Vans đối với mình á, nó kẹt một cái là mình chỉ mang được có cùng lắm 4 tháng, 5 tháng thôi. Nó đeo cái lòng mình chừng. Ồ, nói các bạn biết là cái cảm nhận mà mày cảm thấy mày không thích Vans sau khi một thời gian mày mang. Bữa mày nói. Tại vì nó đeo quá. 4, 5 tháng là bắt đầu nó nếu đeo. Mà maximum là bao nhiêu tháng? Maximum là 6 tháng. Theo cái kinh nghiệm của mày. Max 6 tháng. Max là 6 tháng. 6 tháng là không? Rất là đeo. Cho nên nếu mà các bạn nào muốn á, thì loại Converse 2 cũng được. Converse 2 cũng ok. Có video này luôn rồi. Converse 2 thì nó có cái đồ điểm. Converse 1 cũng giống như là Vans luôn. Mang có 4, 5, 6 tháng như là coi như lòng mình chân mình chịu không có nổi. Có vài bạn mang tới kiểu rách đát được hay thiệt. Mình công nhận cái đó hay. Tại vì lòng mình chân mình có một cái là gọi là chân xẹp. Một cái là chân bình thường. Cái chân bình thường thì nó chịu được, chân xẹp nó chịu không được. Tại vì một khi mang một thời gian dài á, cái đế ở trong này nó mất đi cái sự hỗ trợ. Nó mềm quá rồi, cho nên nó không thể nào giữ chân mình được. Do đó làm cho chân mình khó chịu. Biết tại sao tôi kêu mày làm video trong ngày không? Mặc dù bận. Tại vì có bạn nói là rất là mong muốn anh cho ra nhiều video hơn nữa. Tại vì anh chỉ... Tại vì bạn đó nói là có nhiều cái kinh nghiệm dài dài á, bạn ấy không biết mà coi mày nghe mày nói á, mới thực sự biết. Và học được rất là nhiều. Nếu vậy thì tốt, nếu vậy thì cũng giống mình hồi đó. Mình coi mấy cái video của mấy đầu dài mà làm review tiếng Mỹ đó. Nào là Sneak Geek nè, Fanalations nè, German Bostic á. Nhưng mà hai cái người mình coi nhiều nhất là Sneak Geek, Fanalations với lại Lavish Life. Ba người đó là những người mà truyền cái kiến thức nhiều nhất. Các bạn nếu các bạn nào biết thì comment ở dưới nha. SneakGeeks.tv Fanalations thì chắc các bạn biết rồi, thằng giờ nó làm dép đó. Sandal Boy đó. Rồi cái người mà các bạn không biết nhiều đó là Lavish Life. Tại thằng đó bây giờ nó làm thành quần áo thời với trang. Lại chụp hình rồi. Nó ở New York. Yeah. Cái người đó hồi đó là mình coi kiến thức của mình cũng là từ đọc vlog, đam mê với lại coi mấy người đó đó. Rồi mình cảm thấy rất là buồn khi mà bạn đó nói, không phải buồn bạn nha, mà cái cảm nghĩ của bạn nói rất là hay mà buồn. Là nói là những cái người chơi dài Việt Nam thậm chí là có danh tiếng rất là nhiều, đầu dài chơi gì nhiều nữa, mà họ không có chia sẻ những cái kiến thức mà mày đã chia sẻ. Đó là cái lời chân thật của các bạn đó comment ở dưới. Mình cảm thấy rất là vui khi bạn đó nói ra thật sự. Kiến thức đối với mình. Và rất là buồn khi mà những đầu dài Việt Nam chỉ biết gọi khoe khoang thôi chứ thật ra không có nói chi tiết gì đâu dài như thế nào. Đối với mình á, bất cứ gì đi nữa, kiến thức rất là quý. Nếu kiến thức đó được pass on, nếu kiến thức đó được truyền qua miệng qua miệng. Bây giờ những kiến thức mình giữ, mình gọi là mình selfish, mình giữ nó quá đó thì mình thấy không có quý. Vậy cuối cùng á, kiến thức không phải là không có đáng tiền, ok? Kiến thức free pass on. Đam mê không phải là cho mọi người thấy mình có bao nhiêu đôi dài, mọi người thấy mình dài mình đẹp cỡ nào, mắt như thế nào, mà đam mê á nói lại cho những người mà không thể có những cái đôi dài đó biết cái cảm giác ra sao và cái kiến thức nó như thế nào. Tạm biệt các bạn.